Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mẹ Xí Muội sẽ làm món cà tím chiên giòn. Nguyên liệu để mình làm cà tím chiên giòn gồm có cà tím, bột chiên giòn và trứng. Mời các bạn cùng vào bếp làm món cà tím chiên giòn với mẹ Xí Muội nha. Cà tím mình sẽ gọt bớt cái vỏ nó đi. Mình sẽ cắt trái cà ra làm đôi nha các bạn. Trái cà mình nó hơi dài vậy mình cắt ra làm hai để mình dễ chiên. Giờ mình chẻ trái cà ra. Đây. Mình chừa ở trên một đoạn mình không có cắt ra nha. Chia ra làm 6 phần. Tiếp theo mình sẽ bắt một nồi nước sôi lên bếp và mình sẽ cho một chút xíu muối vào. Cái nồi nước mình sôi mình sẽ cho cà vào mình trụng sơ qua nha các bạn. Cà mình trụng trong nước sôi khoảng 3 phút thì mình sẽ vớt nó ra. Trứng mình sẽ cho ra một cái đĩa để mình khuấy lòng trắng với lòng đỏ nó đều lên nha các bạn. Bột chiên giòn mình cũng cho ra đĩa luôn. Cà lúc nãy mình trộn nước sôi á, bây giờ mình sẽ lăn trong trứng. Mình nhúng qua trứng. Và mình sẽ cho qua dĩa bột. Này. Mình lăn bột, mình áo một lớp bột ở ngoài và mình sẽ cho vào cháo dầu để mình chiên. Mình bắt một chảo dầu lên bếp, dầu nóng mình sẽ thả cái cà lăn bột lúc nãy mình vào chiên. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ làm nước chấm để mình chấm với cái cà. Mình cho vào chén 2 muỗng đường, 2 muỗng nước, 2 muỗng nước mắm. Mình rắc vào một miếng chanh. Mình khuấy cho đường nó tan. Đường tan mình sẽ cho tỏi ớt vào. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái món cà tím chiên giòn của mình nha. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức. Cái món này là mình dùng để ăn cơm. Còn bây giờ là mình thử mình sẽ ăn không nha. Còn hơi nóng các bạn ơi. Đây, mình sẽ lấy một miếng nhỏ ra thôi, mình xé nó ra luôn. Đây. Mình sẽ chấm với cái nước mắm chua ngọt lúc nãy mình làm nè, mình ăn thử nha. Chỗ này không? Nó còn hơi mềm. Quá ngon tuyệt vời luôn, ăn không? Ăn không cũng rất là ngon luôn. Cái này là trong mềm ngoài giòn. Ngoài giòn trong mềm. Ở ngoài có cái lớp bột đó, nó giòn, bột với trứng là nó giòn, mà bên trong nó cà thì nó lại mềm, quá ngon luôn các bạn ơi. Mình nói là món này để ăn cơm, ăn thử một miếng thôi, ăn rồi ăn thử mà nó ngon quá giờ ăn nữa. Quá ngon các bạn ơi. Nóng quá, miếng này mới gấp ra sao nóng, lấy ra dưới ăn. Đây, quá trời ngon luôn. Đây, ở ngoài rất là giòn nha các bạn. Đây, áo lớp bột với lớp trứng đó, nó rất là giòn, ở bên trong thì nó mềm. Ngon cực luôn.
Các bạn ơi, nước sả tiên cũng ngon cực, cái này cũng ngon. Quá ngon luôn. Các bạn xem video này nếu thấy hay thì hãy làm để ăn giống như mình nha. Cái món cà tím này là rất là dễ ăn, ăn thay đổi khẩu vị á các bạn. Làm ăn cái món này ăn hết nồi cơm luôn. Chấm thêm cái nước mắm tỏi ớt chua ngọt này nữa. Phải nói không? Trong giờ, ủa, ngoài giòn trong mềm nha các bạn. Rất là ngon luôn. Đã quá. Ăn thêm miếng nữa, mời ăn không con? Mời ăn thử không? Thử không? Ăn thử đi, ăn thử cái miếng này. Cái này của con. À, bạn mời ăn miếng đó phải không? Cái bạn mời ăn đó là cái bột chiên, cái bột tẩm ở ngoài chiên với trứng á, mà còn dư á mình chiên cho bằng một cái bánh vô. Đó là ngon. Cực kỳ ngon, cực kỳ đã luôn, là mắm ớt, tỏi ớt, chua chua cay, chua ngọt này. Ngon á. Ăn nó hơi cay cay nè, thơm thơm. Chua chua mặn mặn, rất là ngon. Video của mình đến đây xin kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh của mình để mình có động lực làm những món ăn khác nữa nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình nha.